chick in the club and she ready to strip. Chị em là đọc kia chứ không phải trong bếp. Gucci, tụi em sắp tay YSL trên gọt dày. Silent on the phone, Facebook em ring ring suốt ngày. Bạn em toàn con trai, thương này nhiều đam mỹ và doan. Nhưng này em không giống bất phương nên lắm nên em ngã chị em đâu ai đừng có anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Có anh không chơi đâu, có anh không chơi đâu. Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu, thôi anh không chơi đâu. Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Hey. Đừng bắt ăn uống cả chai. Đừng vẽ cho ăn cả line. Đừng vẽ cho ăn một nửa. Fuck it, đưa anh beat the mic. Yep, 2 chữ S, never sleep. Thêm có ăn on top of the game. 3 giờ sáng, trong phòng tắm on top của anh. Vẫn là mong của em. Họ nói nhiều fan cùng, nhiều phút lên quanh Sài Gòn. Họ nói nhiều scandal. Thực ra anh như trai ngoan. Thôi anh không chơi đâu. Đưa cho ai đây? Đưa cho ai đây? Thôi anh không chơi đâu. Mời đừng cầm mắt. Sau đó fantasy. Anh lại say mê ánh mắt. Anh chẳng thấy được gì. Anh nhìn qua anh như nào. Chick in the club and she ready to strip. In the club and she ready to strip.